ngày 14 tháng 7, thứ tư tuần 15 thường niên. Chú đã giấu không cho những người khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu thưa rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con và kẻ con muốn mặc khải cho. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Đức tin là hồng ân vô giá. Chúa đã giấu không cho những người khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Ông A, ông B cùng xóm. Buổi sáng ông A bị tai biến. Nhà ông A có học, có điều kiện, nên khi vừa bị đột quỵ, cả nhà đã lo ngay xe cấp cứu để chở ông thẳng đến Sài Gòn. Buổi chiều ông B tai biến. Nhà nghèo khổ nên vừa bị đột quỵ, bà B la lên: Ông B trúng gió cấm khẩu rồi. Thằng Tí chạy kêu bà hàng xóm đến lấy gió mở khẩu. Ông B tỉnh lại thoát chết. Nghe ra chẳng có kiến thức y học gì cả, chẳng khôn ngoan hay thông thái gì cả, nhưng là một thực tế của người dân quê mùa, nghèo hèn, chân chất, biết sao làm vậy. Đúng lúc ấy, cả xóm xôn xao chuyện xe cấp cứu chở ông A về. Ông A đã mất. Bấy giờ bà B mới hiểu ra, may mà nhà mình quá nghèo. Bà tạ ơn Chúa và hứa với Chúa rằng: Con không than van rên rỉ chuyện nhà con nghèo khổ, ít học, kém cỏi nữa. Có khôn ngoan thông thái, giàu có hay kém cỏi nghèo khổ gì, thì cũng không ai hiểu nổi chuyện sinh tử của đời mình. Thế nhưng con người ta thường rất tự hào về những thành quả, từ cái học đến cái khôn, từ nghề nghiệp đến sự nghiệp gia sản. Và có khi đi đôi với niềm tự hào ấy là sự phủ nhận Thiên Chúa hiện diện và can thiệp vào đời mình. Rồi còn có cả thái độ khinh khi người khác, nhất là những người thấp bé. Đức tin là hồng ân Chúa thương ban cho kẻ đơn sơ khiêm nhượng, chứ không phải bởi tài năng, trí khôn hay vốn học, và càng không phải bởi sự giàu có của chúng ta. Hãy tạ ơn Chúa vì hồng ân đức tin, hồng ân vô giá. Hãy vui mừng vì mọi người có thể có những thứ có giá, đắt giá, hàng hiệu, còn chúng ta có cái vô giá, không ai mua được bằng tiền. Lạy Chúa, xin cho các gia đình vui mừng tạ ơn Chúa vì ơn đức tin vào Chúa để sống hạnh phúc, bình an. Amen. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong những ngày không thể đến nhà thờ tham dự thánh lễ, xin cho lòng chúng con khao khát kết hiệp với Thánh Thể Chúa và sống bí tích Thánh Thể ở nhà, bằng việc yêu thương trong gia đình, bác ái với mọi người, cùng kinh nguyện cho đại dịch mau chấm dứt, cho thế giới được bình an,
xin cho chúng con cùng Thánh Phaolô hát lên trong mùa gian nan tôi luyện rằng: không có gì tách chúng con ra khỏi tình yêu Chúa trong Đức Kitô. Amen. Chúa ơi, vì dịch bệnh con phải ở trong nhà, phải cách ly nhà thờ, phải cách ly anh em, cách ly những người thân, nhưng con không cách ly Chúa, vì con khao khát Chúa, vì Chúa khao khát con. Lạy Chúa Thánh Thể, xin ngự vào lòng con, xin sống trong con tình sắt son. Con ở nhà buồn nhung nhớ Chúa, Chúa trong vuông tim nhớ nhung con. Chúa ơi, dịch bệnh bao lâu nữa, chẳng lẽ đôi tim cứ mỏi mòn. Con cháy linh hồn khao khát Chúa, Chúa nồng thánh thể khát khao con. Cách ly vời vợi không xa Chúa, vì Chúa bên con tình sẵn son. Không có gì có thể tách con ra khỏi tình yêu Chúa. Chúa ơi, không có gì ngăn được lòng con mến yêu Chúa, mến yêu muôn đời. Con ở một mình im vắng quá, Chúa trong vuông tim vắng im hơn. Cách xa ngàn dặm thương nhớ, lệ đẫm trong tim mắt môi buồn. Con cháy linh hồn khao khát Chúa, Chúa nồng thánh thể khát khao con. Chúa ơi, ngự vào lòng cung kính, người sống trong con tình sắp son. Không có gì có thể tách con ra khỏi tình yêu Chúa. Chúa ơi, không có gì ngăn được lòng con mến yêu Chúa, mến yêu muôn đời. Thánh thể khát khao con.
diệu ân thánh Chúa. Người mãi trong con tình sắc son, không có gì có thể tách con ra khỏi tình yêu Chúa. Chúa ơi, không có gì ngăn được lòng con mến yêu Chúa. Con cháy linh hồn khao khát Chúa, Chúa nồng thánh thể khát khao con. Cách ly vời vợi không xa Chúa, vì Chúa bên con tình sắt son.